với kênh Mr. Zero bóng đá Phú Nhuận. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì đừng quên bấm nút like, share và subscribe channel của chúng mình. Xin chào! Bàn thắng từ những cú sút xa luôn là một món ăn khiến khán giả cảm thấy vô cùng no nê và mãn nhãn. Những màn thể hiện cảm xúc có phần hơi khó đỡ trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng thì lại mang đến sự thú vị, sức hút không thể chối bỏ mà chỉ có thể thao mới mang lại. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đến với video tổng hợp lại hai thứ gia vị vô cùng hấp dẫn đó để một lần nữa được phê hết nấc các bạn nhé. Nào chúng ta hãy cùng nhau đến với những pha sút xa không thể cản phá và cảm xúc khó tả trong thể thao. Xét về độ đẹp trai, David Beckham luôn có thừa, kể cả anh có để quả đầu không thể bóng loáng hơn thế này. Nhưng mà sự đẹp trai đó của Beck còn được nhân lên gấp nhiều lần khi cựu sao của Man United đã có cú dứt điểm không thể cản phá nổi. Thế này thì thủ môn có cố bay người thêm nữa thì kết cục vẫn chỉ là đi vào lưới nhặt bóng mà thôi. Nếu để nói về mối lương duyên giữa Paul Pogba và Juventus, tuy không đi được cùng nhau đến cuối chặng đường, nhưng nó vẫn được coi là một cuộc tình đẹp. Vì ở Juventus, chính nơi đây đã trình làng và phát huy tốt nhất sức mạnh của một con quái vật tuyến giữa. Cảm nhận của bạn thế nào khi nhìn thấy pha bắt vô lê và đóng gạch trái phá này của Pogba? Tôi thì còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đã thấy mành lưới đội bạn bị xé rách toang hoang luôn rồi. Đã nhắc đến siêu phẩm mà không gõ cửa nhà Zlatan Ibrahimovic đúng là tội lỗi nha. Người ta cứ hay cho rằng việc những siêu sao bóng đá đã có tuổi hoặc không còn đỉnh cao phong độ chọn sang Mỹ thi đấu chỉ như là một hình thức dưỡng già. Nhưng với ông già gân Ibra thì không có chuyện dạo chơi trên sân. Tiền đạo Thụy Điển còn thở là còn ghi bàn. Mà anh dai cứ xúc như thế này thì thủ môn đỡ làm sao nổi bây giờ vẫn cứ là đỉnh của job Ibrahimovic. Theo Hernandez đã cho thấy việc anh chọn khoác áo AC Milan là quyết định vô cùng đúng đắn. Không chỉ giành suất đá chính tuyệt đối trong đội hình Rossoneri, cựu sao Real Madrid còn ôm trọn luôn hành lang cánh trái, dù đá ở vị trí hậu vệ. Nhưng Theo lại đang càng ngày càng hoàn thiện khả năng tấn công của mình. Đây như pha volley thẳng cánh cò bay như thế này, ai bảo là nó được một cầu thủ đang chơi ở vị trí phòng ngự, chỉ đạo và sản xuất. Thế này thì lại được hàng loạt ông lớn dòm ngó thôi. Theo ơi, anh đây không còn chỉ bá đạo trong FIFA Online 4 nữa rồi. Mỗi khi nhìn Adama Traoré đi bóng, trong tôi lại trào lên sự thương cảm cho hàng thủ của đội bên kia. Nhìn cái thân hình sẵn sàng hất văng mọi vật cản, cộng thêm một tốc độ kinh khủng, bảo sao tỷ lệ qua người của Traoré nó lại cao đến vậy. Thêm một cú dứt điểm cũng cục xúc không kém thân hình của mình, thế là ngôi sao người Tây Ban Nha đã dễ dàng bỏ túi một bàn thắng đẹp mắt rồi.
bạn chưa từng nghe về huyền thoại Ashley Young, cứ mỗi khi đến mùa chuyển nhượng là lại đá như một thể bá chủ thiên hạ, thì quả thực bạn đã bị bỏ lỡ cả một phần tuổi thơ. Luôn thi đấu cực bá đạo vào thời điểm trước những phiên chợ đông và hè, cú sút phạt hàng rào đẳng cấp vũ trụ này của Young thậm chí còn khiến Jose Mourinho cũng phải trố mắt kinh ngạc. Thế nên để bán được ngôi sao số 18, ban lãnh đạo của Man United cũng phải đau đầu một thời gian dài. Bàn thắng đẹp nhất tại Ngoại hạng Anh mùa vừa qua đã được trao cho cú Rabona thần sầu của Eric Lamela bên phía Tottenham Hotspur. Còn để biết được pha lập công đó của ngôi sao người Argentina đẹp mắt cỡ nào, hãy chiêm ngưỡng và tiện thể cũng xem luôn màn reaction của Sergio Reguilon. Màn ôm đầu của hậu vệ trái mang quốc tịch Tây Ban Nha đã thể hiện rõ ràng nhất độ ảo diệu của pha lập công này. Thực không thể tin nổi Lamela à, bàn thắng đẹp nhất giải ngay và luôn chứ còn gì. Kể từ khi bó vào trong và chơi như một tiền đạo thực thụ, Cristiano Ronaldo đã đề cao sự hiệu quả lên đến tối đa và giảm độ màu mè xuống mức tối thiểu. Nhưng thỉnh thoảng, vì muốn ôn lại kỷ niệm xưa, anh Bảy cũng có gọi là có tí phô diễn kỹ thuật. Cơ mà quả Rabona lần này của CR7 thì nó lại ẩu thực sự nhé. Trông nó có khác gì một đường chuyền bóng cho thủ môn đội bạn không? Thôi thì mình sai nên nở một nụ cười thân thiện thôi, chứ huấn luyện viên Carlo Ancelotti cũng đang cạn lời với cậu học trò rồi. Bàn thắng này của Edinson Cavani đã hội tụ gần như mọi tố chất mà một tiền đạo sát thủ cần có. Chắc hẳn khán giả sẽ phải bất ngờ vì El Matador lại sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân và xoay sở tốt đến như vậy. Nhưng còn pha dứt điểm cuối cùng thì chẳng ai còn phải ngạc nhiên cả, vì một gã thợ săn chính hiệu như Cavani thật khó để bỏ lỡ cơ hội như thế này. Và ở ngoài sân, Ibrahimovic cũng phải dành một tràng pháo tay cùng nụ cười rõ tươi với bàn thắng hoàn mỹ của người đồng đội. Bạn có thể tin được không, khi pha bóng đối mặt thủ môn 10-10 này mà Neymar không thể ghi bàn. Nhưng đáng tiếc, sự thật là siêu sao người Brazil đã sút thẳng trái bóng ra ngoài khung thành. Và chắc chắn những cái ôm đầu đầy tiếc nuối của nguyên một dàn dự bị bên phía PSG vẫn là chưa thể miêu tả hết sự bàng hoàng mà họ dành cho pha bỏ lửa để đời của người băng hữu mang áo số 10. Vừa rồi là những pha sút xa không thể cản phá và những màn thể hiện cảm xúc khó đỡ trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.